cuối đất của mình đi lên này, này xuống dưới hồ, đi lên đường này, thật tiện đấy ha. Đường chặt lá lửa nhưng mà đường đất chưa có làm. Cây này cây bơ gì ta đây, rào hết rồi này, không biết. Cái này cái bơ gì mà lắng nhỏ xíu nhỉ? Đường trước đất. Nhận đất ở đây tốt, thật chứ nó đỏ này luôn. Ủa ông đi đâu mất rồi? Đây, hết đất. Đây, đây hết đất nha. Nhà cái nhà khác, gian của mình tới đây thôi. Đây, hồ. Chỗ to nhất của hồ luôn. Vải nè, xoài nè, mít nè, tiêu nè. Quá trời tốt luôn. Đây là ngôi nhà trên đất nè. Ui da. Nhà trên đất này. Ủa? Đây, trong vườn này có một ngôi nhà. Tiêu, sầu riêng, bơ, rào hết rồi. Mít, đất đỏ ba gian. Này, sầu riêng to đùng. Mình đi xuống dưới hồ nha. Đất ở cái xã này hồ mỡ đây, hồ đây và dây điện lằng nhằng này. Hồ này, chỗ này người ta rào lại hết.